Xin chào tất cả các anh em, hiện tại là chúng tôi đang trong quá trình là trộn ngũ cốc để giao đi. Lượng mua đặt hàng khá chi là nhiều, bởi trong cái dịp lễ 2 tháng 9 này chúng tôi có chương trình quà tặng đặc biệt, đó là anh em mua 5kg ngũ cốc thì anh em được tặng 1kg, anh em mua 10kg thì được tặng 2kg ha. Mua từ 5kg trở lên thì bao ship, còn mua dưới 5kg thì anh em tự trả tiền ship ha. Đó thì đây là thành phẩm ha. Đó, ví dụ anh em một mỗi bịch như thế này là 1kg hút chân không, nó cứng như cục đá, anh em thấy cứng như cục đá như thế này thì anh ba em bảo quản được 5-6 tháng là chuyện bình thường, không lo nấm mốc, không lo mối mọt đó. Chứ không giống như ngày xưa mà bán cái loại mà không có hút chân không thì anh em để chừng 2 tuần thì nó mọt đầy đó. Thì đây là cái công đoạn nè, nó như bo trắng là mới vừa cắt bịch ra luôn nè cho tất cả các anh em nè. Thấy chưa, anh em thấy hàng sạch đẹp chưa, hàng hạt nhỏ, bo hạt nhỏ như tất cả các anh em. Còn bo đỏ thì trong bịch hút chân không chưa có cắt ra được. Đây là hạt mè đen nè, gạo lứt đen nè, gạo lứt đỏ nè, láng dài nè, láng tròn nè, đậu xanh nè. Anh em thấy những cái hạt này đều là hút chân không hết bằng kia bằng ri nữa. Còn một số hạt là tại sao không hút chân không, giống như lúa thì nó lâu quá mọt lắm. Lúa anh em để 2-3 năm nó còn được, mà cây đỏ Việt Nam cũng lâu quá mọt, cỏ Thái cũng lâu quá mọt, cho nên là không có hút chân không mấy cái loại đó. Đó thì những cái loại nào mà nó dễ quá mọt là phải hút chân không, đặc biệt là cái lúa mì này là nó dễ mọt nè, bo nó dễ mọt nè, gạo lứt nó dễ mọt thì chúng tôi hút chân không để bảo quản cho tất cả các anh em. Đó, bây giờ ở đây chúng tôi không sử dụng quá chất bảo quản cho nên là sẽ phải tiến hành hút chân không để đảm bảo là nó không bị mọt. Nếu mà nó có cái mọt ở trong đây thì khi mà bán cho anh em về là trong vòng anh em để 5-10 ngày là nó nảy sinh số lượng hàng trăm hàng ngàn lần liền. Đó, anh em chưa sử dụng hết mà đã quá mọt đó, cho nên là sau khi làm thành phẩm 1kg như thế này là sẽ hút chân không mỗi bịch như thế này. Anh em về cứ để y bịch như thế này, dùng đến đâu anh em xé bịch đến đó, rất chi là tiện dụng cho tất cả các anh em. Cái công nghệ mới bây giờ rất chi là đã như tất cả các anh em, thì chúng ta tận dụng những cái công nghệ mới. Thì bây giờ tôi nhắc lại là mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 2 ha. Mua 5kg trở lên thì được bao ship. À, lễ 2 tháng 9 thì anh em xem cái thời gian khuyến mãi ở trên đầu màn hình và cũng có số điện thoại ở đó luôn, anh em xem ở đó điện luôn cho nó dễ ha. Rồi chúc anh em xem video được nhiều sức khỏe và có kỳ nghỉ lễ thật là tuyệt vời.